Xin chào, hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn điều này. Rái cá được biết đến có 13 loài trên thế giới và có ít nhất 6 loài đã bị tuyệt chủng. Tiun muốn kêu gọi bảo vệ để có thể khôi phục 13 giống loài rái cá đã từng tồn tại trên trái đất hàng triệu năm qua. Tất cả loài rái cá đều là động vật có vú. Chúng sinh con cái và được các bà mẹ rái cá cùng phụ chăm sóc rái cá con. Nhiều người không hề nhận ra giá trị của rái cá trong việc góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ như chúng di chuyển tạo bè trong nước để khống chế sự phát triển của các loại vi khuẩn. Vì nếu cho vi khuẩn phát triển sẽ gây hại và thậm chí còn giết chết rái cá và các loại sinh vật khác sống trong nước. Chúng di chuyển tạo bè để giúp cải thiện chất lượng hệ sinh thái cho tất cả mọi sinh vật. Nếu không có những lợi ích này từ rái cá thì môi trường sống của chúng ta sẽ rất khắc nghiệt. Rái cá là những sinh vật hiền lành của thiên nhiên. Chúng luôn quan tâm làm những việc có ích cho môi trường. Chúng chỉ chiến đấu khi cần thiết và không bao giờ gây sự đánh nhau vô cớ. Chúng không có bản năng sợ hãi khi tiếp xúc với con người như các loài vật khác. Thế nên, đó là một bất lợi cho loài vật này. Đó là lý do khiến rái cá dễ dàng bị bắt hại và giết lấy lông suốt những năm qua. Chúng có thể ăn đa dạng các loại thức ăn như cá, ếch và những con vật được tìm thấy trong môi trường sống của chúng. Rái cá có một đặc điểm chung nổi bật là khả năng sử dụng công cụ để mở thức ăn. Chúng có thể dùng đá để đập vỡ vỏ sò khi không thể mở ra bằng móng vuốt. Mặc dù rái cá rất thông minh trong việc thích nghi cuộc sống, nhưng chúng không thể thoát khỏi những tác động xấu do con người gây ra. Ví dụ, chúng không thể sống trong nước bị ô nhiễm bởi hóa chất độc hại hoặc dầu. Một số loài rái cá sống ở vùng lạnh lẽo khắc nghiệt. Một số khác thích sống ở vùng ấm áp hơn. Nhưng tất cả chúng đều sống được trên bờ lẫn dưới nước. Một số loài thì có móng vuốt dài. Một số loài thì vuốt bé hoặc không có vuốt. Rái cá khổng lồ là một trong số những loài vật nổi tiếng nhất. Rái cá biển là loài vật được thu hút bởi sự quan tâm của nhiều người theo nhiều cách khác nhau. Còn những loài rái cá còn lại có kích thước nhỏ hơn và chúng rất vui nhộn. Đó là lý do tại sao khiến người ta thích thú quan sát rái cá. Các nhà nghiên cứu tin rằng bên ngoài thiên nhiên còn rất nhiều loài rái cá khác nữa. Tuy nhiên, hiếm ai có duyên để nghiên cứu, tìm tòi, phân loài và xác định giống nòi cho chúng. Mọi nỗ lực cố gắng từ trước đến giờ chỉ mới tìm được 13 loài rái cá. Đây đã là một kỳ tích của cả đời người nghiên cứu của một số người. Đó cũng chính là lý do khiến người cá Tiun đang nghiên cứu và kêu gọi bảo vệ môi trường sống cho loài rái cá phát triển. Ráng tìm ra thêm loài rái cá khác cho các bạn xem nhé. Giống như truy tìm Pokemon huyền thoại vậy đó. Với điều kiện các bạn đừng xả rác chất thải độc hại xuống nước nữa.